cùng với Trinh và Hạ trong các khúc vừa rồi. Và hy vọng là hết bài này mình đã là người quen. Quen chưa ạ? À? Bên đây là tên gì ạ? Bên đây tên gì ạ? Xin cảm ơn tất cả người lạ, chúng ta đã là người quen. Không chỉ quen Sanita, đâu mà còn là người thân, người thương nữa đó. Người rất cảm ơn thân. Các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn Phương Trinh, Julie và cảm ơn Nhật Hạ. Các cặp đôi của nhạc hội Song Ca, họ rất là đáng yêu. Chính họ xác. Kết nối với nhau, họ hiểu nhau và họ bắt từng nhịp thở của nhau trong những tiết mục. Cặp đôi sắp tới cũng y chang vậy. Cặp đôi sắp tới là một cặp đôi mà xin được giới thiệu với tất cả quý vị là hai chàng hot boy cực kỳ điển trai, cao 1m95, chưa trừ bao bìa, trừ ra còn tầm khoảng 1m7 mấy. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhau theo dõi một đoạn clip để xem cặp đôi mà chúng tôi vừa nhắc tới, hai chàng hot boy này, các anh ấy là ai. Ladies and gentlemen, chúng tôi là có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. À không, quên một, lộn, đây là chợ đêm Bến Thành. À không, lộn. Không. Đây là đâu? Không. Không, không gì? Đà E. Không, không, Đà E, dạ vâng. Tại Hông Đà E thì chúng ta có rất là nhiều thứ mà các bạn gái, chị phụ nữ rất là thích. Và các khách đàn ông của chúng tôi rất là trẻ trung, cũng rất là khoái. Makeup. Được, makeup hả? Thiên đường mua sắm đi. Rồi, đi thôi. Oh, let's go. Và Vũ Thịnh quyết định là mua hai cái nón này để về nhà có dịp livestream để tặng cho các bạn fans nào ủng hộ cho Minh Sửu, Vũ Thịnh trong team của mình ở nhạc hội Song Ca. Cho nên là các bạn hãy nhớ là bình chọn đó, nhấn cái nút like yêu quý thật là nhiều nhé, để cho hai anh em có cơ hội dành tặng cho các bạn món quà này. Yeah, I love you. Đó là ca sĩ Minh Sửu và Vũ Thịnh. Xin mời hai soái ca của chúng tôi. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép Minh Sửu và Vũ Thịnh gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào dễ thương nhất được không ạ? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Không biết là ngày hôm nay cặp đôi anh Minh Sửu và Vũ Thịnh sẽ mang đến một ca khúc như thế nào ạ?
Minh Dù và Vũ Thịnh nghĩ rằng là trong cái top 5 á, thì sẽ có rất là nhiều các bạn trẻ và đặc biệt là nhiều màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau lắm. Cho nên là hai anh em đã quyết định lựa chọn một ca khúc rất là quen thuộc, bài hát được mang tên là Hương Ngọc Lan. Xin mời ạ. Do my cool.